Đường đi học mùa này của những đứa trẻ tại đây lạnh hơn, nhiều sương hơn và hay mưa hơn. Ngoài sách và vở, hành trang mỗi ngày của các em sẽ là những củ cải bó rau như thế này. Bố mẹ gửi củ cải cho các con nào, các cháu ạ. Alo, tình hình cái đồ em tài trợ ấy, các con dạ, vâng. Các con ăn lại hết rồi ạ. Phần này em sẽ có mì tôm với lại ấy. Rồi, chị cảm ơn nhá. Cuộc điện thoại trước khi vào giờ dạy buổi sáng của cô Hoán, bởi đó là cách tốt nhất để bữa ăn trưa của các con ở đây không bị gián đoạn. Là điểm trường khó khăn của huyện Đồng Văn, Xính Tùng Chứ đang là nơi học tập của 67 em học sinh tiểu học và cũng là nơi ba cô giáo Lệ, Hoán và Nguyệt gửi gắm biết bao yêu thương. Có những học sinh đến còn đau bụng hỏi là thế chưa ăn sáng, các con bảo là chưa được ăn, nhà không có cơm, không có. Nên là nghĩ đến cái đấy thì cũng thấy thương các con, nhưng là khi dậy xong mình cũng bỏ công sức ra để nấu cho các con ạ. Các em học sinh đa phần thuộc hộ nghèo, bữa no bữa đói lại đi học xa nhà, nên bữa ăn chung tay của các cô giáo là lý do để các em ở lại trường mỗi ngày. Gọi là bữa ăn chung tay bởi rau học sinh mang đi, gạo, mắm muối và mì tôm được các cô vận động qua các nhóm thiện nguyện. Vậy là đủ cho bữa trưa của các con. Bạn Thắng nha, bạn Minh nào, bạn Minh nào. Với mì tôm thì các con mà bố mẹ không có nhà, có nghĩ có khi là nhịn ăn ấy, thì với các con như thế là rất là quý. Sao không lại xung đột? Thì những cái bữa ăn của các em rất đơn giản, chỉ có cơm và rau. Trong khi nhiều em bé của miền xuôi thì rất là đầy đủ, nhưng mà chưa chắc em đã ăn. Thì mình cảm thấy là rất là thương. Sinh ơi, Sinh còn cao đầu ăn chưa con? No chưa? Gọi là no chưa? Cô hỏi no không no? Và từ hôm nay, bữa ăn chung tay của thầy và trò Xính Tùng Chứ sẽ có thêm một sự chung tay đặc biệt. Với mong muốn mang những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng đến những học trò vùng cao, Chín Xu đã mang chương trình 1 triệu bữa cơm có thịt. Với kinh phí 10 tỷ đồng, đồng hành cùng quỹ trò nghèo vùng cao đến và hỗ trợ bữa ăn cho tất cả học sinh tại điểm trường này. Mong là có cơm với rau, hôm nay có cơm với thịt lợn và trứng. Cháu được ăn cơm với ăn thịt với ăn canh. Cháu thấy hôm nay ăn cơm ngon hơn. Gọi là từ đáy lòng thì các cô cũng chỉ biết gửi lời cảm ơn thật sự là từ đáy lòng đến sự giúp đỡ đó.